Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Kiệt, anh Sang, em Trí đến quay cưa một hàng cây bạch đàn dưới mé sông. Được biết cưa một hàng cây bạch đàn này để lấy sóc mé. Thì bên trên cả nhà thấy là có một bãi đất trống rô be đang chuẩn bị lên líp làm mô để trồng sầu riêng. Bên trên này có cái đường dây điện cả nhà. Một chút nhóm sẽ cưa hàng cây bạch đàn này như thế nào, xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Hồi trước khi cưa hàng cây dưới mé sông, bắt nhà nhờ anh Kiệt cúng để dời cái miễu đi. Cũng có mua bánh với đem nước trà ra cúng à. Anh Kiệt đang thắp nhang à. Rồi những cái hàng cây này, cái ngọn nó đổ về cái đường dây điện nên mình cưa hạ xuống không có được. Phải cưa từng cây kéo cho nó xuống. Bên đây thì trà mông vàng với bển thì bạch đàn nha cả nhà. Thì trong đây có những cây trà mông vàng xen lẫn vào những cây bạch đàn đó nha cả nhà.
thậm chí cũng đã thấy cái mốc lên trên cái nhánh cây rồi, để anh Kiệt cưa để thậm chí gạch xuống. Ông dí quá ông rồi. Ông lá. Không bằng hả? Không bằng. Sang sợ ông chết nên không dám cưa, lúc đó em chí xuống chí xong pha cưa cả nhà. Nhiều cái máy nó lên khói, ông nó cũng sợ nó không dám bay tới. Hoài lớn tuổi rồi mà xông pha cả nhà, xông pha ra đo bao nhiêu mét để cưa theo yêu cầu của sắp mé. Hàng này để nó tránh gió đó nha. Hàng bên trong.
Tạm kết thúc video phần 1 tại đây cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.